Thành phố Hồ Chí Minh trận chung kết của nội dung nam. Trận đấu giữa Đắk Lắk và Hải Dương là trận tranh hạng 9 nữ. Ở trận đấu trước đó thì Đắk Lắk đã để thua trước Truyền hình Vĩnh Long với tỷ số 2-3. Trong khi đó thì Hải Dương đã thua trước Hóa chất Đức Giang với tỷ số 0-3 và phải gặp nhau trong trận tranh hạng 9 này. Đầu tiên chúng ta sẽ cùng đến với tổ trọng tài chính của trận đấu ngày hôm nay. Điều khiển trận đấu tổ trọng tài của Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam. Trọng tài số 1 ông Trần Thanh Tùng và trọng tài số 2 ông Phạm Trung Nghĩa. Trọng tài thứ 2 ông Phạm Trung Nghĩa cùng các giám viên. Và ngay sau đây chúng ta sẽ đến với đội hình xuất phát của hai câu lạc bộ Đắk Lắk và Hải Dương. Thành phần đã sân của đội Hải Dương số 4 Nguyễn Thị Hân. Chúng ta cùng đến với các cô gái áo vàng Hải Dương. Chúng ta có thể thấy đó là số 4 Nguyễn Thị Hân, số 5 Thanh Mai, số 7 Thanh Trâm, số 10 Nguyễn Thị Thủy, số 12 Trương Thị Huệ, số 1 Phạm Thị Thúy và số 8 đó là Thu Trang. Số 2 Nguyễn Thị Kim Thoa. Và các cô gái trong trang phục áo cam hôm nay đó là các cô gái Đắk Lắk. Số 2 Kim Thoa, số 7 Eban, số 9 đó là Lê Thị Duyên, số 11 Kim Đính, số 14 Lê Thị Nga và số 15 Nguyễn Thị Trinh. Huấn luyện viên trưởng đó là ông Trần Đăng Thành, sinh năm 1971. Ông Trần Đăng Thành trước đây là huấn luyện viên của Đức Giang, Hóa chất Đức Giang Hà Nội. Trong mùa giải năm nay thì Đắk Lắk và Hải Dương cũng đã đối đầu. Họ đã gặp nhau trong giai đoạn 1 của giải bóng chuyền vô địch quốc gia. Và ở lần đối đầu đó thì các cô gái Đắk Lắk đã giành chiến thắng với tỷ số 3-0. Cơ hội cho các cô gái Đắk Lắk. Trọng tài sẽ định điểm cho các cô gái áo vàng Hải Dương. Chúng ta cùng xem lại pha dứt điểm này. Pha dứt điểm không chính xác của Kim Đính. Một không cho Hải Dương. Nguyễn Thị Thủy phát bóng, bữa bột không thật sự tốt, vẫn còn cứu bóng hàng sau rất hay. Pha đối công giữa hai câu lạc bộ, dứt điểm, phản bóng tốt của các cô gái Đắk Lắk và xử lý rất bất ngờ. Nhưng phải nói là libero của các cô gái Đắk Lắk đã chơi hay. Điểm cho các cô gái Đắk Lắk. Trọng tài xác định bóng, xác định đó là pha phạm luật của các cô gái Hải Dương. Và dứt điểm của Thanh Trâm, cô đã chạm lưới rồi. Chúng ta cùng xem lại. Một đều. Dứt điểm ngay, quá tiếc. Và dứt điểm trong cơ hội vừa rồi của Lê Thị Duyên đã đi không chính xác. Lê Thị Duyên sinh năm 1997. Phải nói năm 2018 này thì Đắk Lắk gặp khá nhiều khó khăn với việc chia tay Kiều Anh rồi thoan về với Hóa chất Đức Giang, hay phụ công Quỳnh Như về với Ngân hàng Công Thương. Đội một rất cố gắng. Dứt điểm. Cơ hội. Pha bóng nhỏ rất khó chịu và phải nói là các cô gái Đắk Lắk đang phòng thủ khá kiên cường. Dứt điểm. Như vậy đó là một dứt điểm không chính xác của Thu Trang.
Cửa đình của các cô gái Hải Dương thì có sự bổ sung của Lê Thị Hồng từ Thanh Hóa, hay là cầu thủ từ Khánh Hòa, đó là Nguyễn Thị Thanh Trâm, sinh năm 1994. Cú đập rất hay, pha đá bóng rất tốt, đó là của Nguyễn Thị Hân. Ba hai cho Hải Dương. Điểm cho các cô gái Hải Dương 4-2. Thanh Mai phát bóng, cô sinh năm 1995. Và tấn công nhanh rất hiệu quả của Đắk Lắk. 3-4. Người đã dứt điểm thành công đó là Nguyễn Thị Trinh. Phải nói là hai trụ cột của các cô gái Đắk Lắk lúc này đó là Eban và Nguyễn Thị Trinh, những người đã từng được gửi sang VTV Bình Điền để đào tạo. Năm ba cho Hải Dương. Phát bóng quá mạnh. Nguyễn Thị Thu Trang đã phát bóng quá mạnh. 4-5. Đắk Lắk tiếp tục bám đuổi tỷ số quyết liệt. Khá thú vị khi ở giai đoạn 1, Đắk Lắk đã vượt qua Hải Dương với tỷ số rất cách biệt là 3-0. Việc huấn luyện viên Trần Đăng Thành từ bỏ khóa trận Đức Giang để dẫn dắt Đắk Lắk được coi là một quyết định khá mạo hiểm. Ông trước đây từng là huấn luyện viên của tập đoàn Dầu Khí cũng như là Đức Long Gia Lai. Và thành quả của huấn luyện viên Trần Đăng Thành chính là tấm huy chương đồng tại Đại hội Thể dục Thể thao vừa qua, khi Đắk Lắk đã giành chiến thắng trước Thái Bình với tỷ số 3-2 để giành huy chương đồng một cách đầy bất ngờ. Dứt điểm và đập lòng tay rất khó chịu. Sẽ vẫn là Hân. Cú đập lần này của Hân đã đi ra ngoài. Hai pha dứt điểm của Nguyễn Thị Hân đều đi không tốt. Nguyễn Thị Hân sinh năm 1997. Ta cùng xem lại. Đúng là bóng đã không chạm tay chắn của các cô gái Đắk Lắk. 6-5. Như vậy là Đắk Lắk đã lần đầu tiên vượt lên dẫn trước trong trận đấu ngày hôm nay. Chờ xem. Như vậy là bóng trong sân. Phát bóng tốt. 7-5. Trọng tài Thanh Tùng đã xác định bóng trong sân. 7-5 cho Đắk Lắk. Vẫn là những pha phát bóng của Eban. Dứt điểm, chắn bóng hay. Vẫn còn cơ hội cho các cô gái Hải Dương. Một chân sau đâu. Bóng chạm chắn ra ngoài rồi. Điểm cho Đắk Lắk. Và một lần nữa chúng ta thấy được sự lợi hại của Nguyễn Thị Trinh, cô gái sinh năm 1998. Nguyễn Thị Trinh cùng với Hamia Eban là những trụ cột của Đắk Lắk lúc này. Năm 2010 thì Đắk Lắk đã phải thi đấu với những trụ cột là các vận động viên tới từ Thông tin, Liên Việt Postbank. Năm đó thì họ thi đấu ở hạng A và chung cuộc về vị trí thứ 3.
rất nhiều các cầu thủ của Đắk Lắk sau đó đã được tập huấn tại VTV Bình Điền. Và đến năm 2017 họ thăng hạng và kết thúc ở vị trí thứ 5. 2018 này thì mục tiêu của các cô gái Đắk Lắk chính là trụ hạng. Quả bóng rất bất ngờ nhưng các cô gái Đắk Lắk đã rất cảnh giác. Điểm cho Hải Dương. Sau khi để đối thủ ghi 4 điểm liên tiếp thì Hải Dương đã có thể ngắt mạch ghi điểm của họ. Sáu tám, khoảng cách 2 điểm. Vẫn cứu được bóng. Sẽ là pha bóng an toàn của các cô gái Hải Dương. Không được. Dứt điểm. Rồi, rất hay. Điểm cho các cô gái Đắk Lắk 9-6. Thủ công Kim Đính đã có cú đập rất tốt, siết chặt. Kim Đính sinh năm 1988. Lỗi rồi, phát bóng lỗi. Điểm cho Hải Dương 7-9. Rồi. Ta lại được chứng kiến pha dứt điểm rất tinh quái của Kim Đình. Những pha dứt điểm với khả năng quan sát và kinh nghiệm rất cao của Kim Đình. Bóng trúng vạch. Kim Đình là cầu thủ rất dày dặn kinh nghiệm cho đội hình của Đắk Lắk. Không thắng được các tay chắn của Hải Dương. 8-10. Tôi đã thua ở trận đấu này sẽ phải xuống hạng. Bởi vậy mà trận đấu diễn ra hết sức quyết liệt. Rồi. Vẫn là cơ hội cho Đắk Lắk. Trong sân, bóng chạm chắn đi trong sân. Và chắn bóng rất tốt của các cô gái Hải Dương. 9-10. Lê Thị Nga đã liên tiếp đập bóng nhưng không thắng được các cô gái Hải Dương. Hay. Có vẻ như là duyên trong tình huống vừa rồi, thậm chí là chưa chạm tay vào bóng, động tác giả của cô đã khiến cho hàng chắn của đối phương bị bất ngờ. 11-9 cho Đắk Lắk. Tại giai đoạn 1 thì Đắk Lắk đã thắng Hải Dương với tỷ số 3-0, thua Thái Bình 0-3, thua Thanh Hóa với tỷ số 1-3 và thua Thông tin Việt Postbank với tỷ số 1-3. Họ thắng một trận duy nhất ở giai đoạn 1 và thắng trước chính Hải Dương. Giờ thì họ lại gặp nhau trong trận chung kết ngược. Bước vào vòng chung kết xếp hạng thì Đắk Lắk đã thua sát nút trước truyền hình Vĩnh Long. Trong khi đó thì Hải Dương thua 0-3 trước Hóa chất Đức Giang Hà Nội. Và cả hai đang bước vào trận chung kết ngược tranh hạng 9. Đội nào thua sẽ phải xuống hạng. Và có thể thấy là thế trận rất cân bằng, tỷ số đang là 11-11. Cú đập hơi với. Dứt điểm rất hay. Và dứt điểm rất thoải mái và chính xác của Kim Đính.
đó là pha dứt điểm của Lê Thị Nga chứ không phải Kim Đính. Kim Đính đang đứng hàng sau. 12-11 nghiêng về phía Đắk Lắk. Phải nói trước khi bước vào vòng chung kết xếp hạng lần này thì Đắk Lắk đã có một sự khích lệ rất lớn khi vượt qua Thái Bình trong trận tranh huy chương đồng tại Đại hội Thể thao, Đại hội Thể dục Thể thao toàn quốc năm 2018. Và đó là lý do để cho họ có một tinh thần thi đấu rất máu lửa trong trận đấu ngày hôm nay. Một trận đấu mà họ đã bị dẫn trước nhưng sau đó mới là đội vượt lên và liên tục dẫn điểm trước Hải Dương lúc này. 13-11. Cú bóng không thành công, rất đáng tiếc. 14-14. Nỗ lực của libero Phạm Thị Thúy. Ra cùng xem lại. Thị Thúy đã rất cố gắng rồi. 14-11 nghiêng về phía các cô gái Đắk Lắk. Hải Dương đã từng một thời là đội bóng rất mạnh ở giải vô địch quốc gia. Họ đã từng vô địch quốc gia năm 1978 và năm 1980. Đã từng có thời điểm Hải Dương đầu tư rất mạnh. Họ đã từng có chuyên gia jury. Và Hải Dương cũng là cái nôi sản sinh ra khá nhiều những gương mặt nổi tiếng của bóng chuyền Việt Nam như Nguyễn Thị Thắm hay Nguyễn Thị Hằng. Và gần đây là chủ công Nguyễn Thanh Thúy. Dứt điểm. Và dứt điểm rất khó chịu. Điểm cho các cô gái Hải Dương. Không, như vậy là sau khi nhận sự tư vấn từ phía trọng tài số 2, điểm số đã thay đổi. Đúng như vậy, các cô gái Hải Dương đã dẫm ra phần sân của đối phương khi mà bóng vẫn chưa chạm đất. Điểm cho Đắk Lắk 15-11. Dứt điểm. Câu trả lời của Hải Dương, tỷ số gắn xuống còn 12-15. Chúng ta cùng xem lại pha phập tấn công này. Đường truyền đổi cánh rất hay của truyền hai bên phía các cô gái Hải Dương. Góp công lớn trong pha dứt điểm vừa rồi. Bước một khá tốt. Dứt điểm. Như vậy đó là pha dứt điểm không chính xác của Hemia Eban. Hemia Eban là đội trưởng của Đắk Lắk. Cô sinh năm 1995 với chiều cao 1m80. Rất hay. Lại là Nguyễn Thị Trinh. Chúng ta cùng xem lại pha dứt điểm này của Nguyễn Thị Trinh. Cô đập dưới bóng như vậy mới khó chịu, gây bất ngờ cho đối phương. Tỷ số 16-13 nghiêng về phía Đắk Lắk. Phải nói là cả hai đội bóng ngày hôm nay chơi rất quyết tâm. Và với những người hâm mộ của cả hai đội thì đội bóng nào xuống hạng cũng thật đáng tiếc. Mùa giải năm 2017 thì phải nói là Hải Dương là một trong những câu lạc bộ chịu chơi nhất của giải bóng chuyền vô địch quốc gia. Họ đã thuê cả huấn luyện viên người Nhật Bản Shinto Koichi, nhưng huấn luyện viên người Nhật Bản cũng chỉ làm hết giai đoạn 1. Đến giai đoạn 2 thì họ thuê huấn luyện viên người Thái Lan, đó là Kun Sadak. Nhưng huấn luyện viên người Thái Lan này cũng đã chia tay sau vòng 1 vừa qua khi đội thua cả 4 trận. Dứt điểm.
cứu được không? Như vậy là điểm số cho các cô gái Đắk Lắk 17-13. Và chân bóng rất hay của Kim Thoa. Chuyền hai Kim Thoa đã chân bóng tốt. Mười bảy mười ba nghiêng về phía Đắk Lắk. Ở giai đoạn một một giải năm nay thì các cô gái Hải Dương thua cả ba trận, không thắng được trận nào. Thua chính Đắk Lắk với tỷ số 0-3, thua Tiến Đông Thanh Hóa với tỷ số 0-3, thua Thái Bình với tỷ số 1-3 và thua 0-3 trước Thông tin Liên Việt Postbank. Nếu như thua trước các cô gái Đắk Lắk trong trận đấu ngày hôm nay thì Hải Dương sẽ khép lại một mùa giải ở giải vô địch quốc gia mà không thắng nổi một trận nào. Mia, và dứt điểm rất tốt của Mia Eban, đội trưởng. Ngày hôm qua thì chúng ta đã xác định được nhà vô địch của nội dung nữ. VTV Bình Điền Long An đã giành chiến thắng 3-2 trước Thông tin về Postbank. Sau trận đấu này thì chúng ta sẽ xác định được nhà vô địch của nội dung nam, trận chung kết giữa Thể Công và Thành phố Hồ Chí Minh. 19-14, Đắk Lắk đang thi đấu hay ở những điểm quyết định này. Hermia phát bóng, bước một khá tốt. Nhưng đường chuyền hai thì không tạo ra một pha tấn công cho các cô gái Hải Dương. Đập bóng hay. Lại là pha dứt điểm của Kim Đính. 20-14 cho Đắk Lắk, khoảng cách đã là 6 điểm. Và lại là Nguyễn Thị Trình. 21-14 cho các cô gái Đắk Lắk rồi. Niềm vui của huấn luyện viên Trần Đăng Thanh là quyết tâm để giúp cho các cô gái Đắk Lắk chu hạng thành công. Của các cô gái như Hạnh Dương, đó là Nguyễn Văn Lâm. Ông Nguyễn Văn Lâm trước đây là giám sát của Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam. Ông là trưởng bộ môn bóng chuyền tại Đại học Quốc gia Bình Sơn. Sau khi chia tay huấn luyện viên người Thái Lan thì Hải Dương được dẫn dắt bởi huấn luyện viên Đinh Văn Lẫm. Tuy nhiên thời gian ngắn là không đủ để cho vị huấn luyện viên này có thể làm thay đổi hoàn toàn lối chơi của Hải Dương. Trong đội hình của các cô gái Hải Dương thì một trong ngôi sao của họ chính là Nguyễn Thị Thanh Trâm. Chủ công Thanh Trâm đang là một trong những cầu thủ chơi xuất sắc ở cả bóng chuyền bãi biển cũng như bóng chuyền trong nhà. Đến 22-14. 22-14 nghiêng về phía Đắk Lắk. Vừa qua thì chủ công Thanh Trâm đã giành tấm huy chương vàng tại bộ môn bóng chuyền bãi biển ở Đại hội Thể dục Thể thao toàn quốc năm 2018. Thế nhưng sự tỏa sáng ở bóng chuyền bãi biển không có nghĩa là Thanh Trâm có thể cùng các đồng đội tỏa sáng ở giải bóng chuyền vô địch quốc gia. Kim Đính, và thời điểm không hiểm của Kim Đính. Cơ ơi! Hàng sau, đó chính là pha dứt điểm của Thanh Trâm. Công sinh năm 1994. Thanh Trâm chuyển đến từ Khánh Hòa.
tài thì chị gái ruột Thanh Phương đang thi đấu cho Sa Đéc Khánh Hòa. Những điểm số có tính chất quyết định cho Đắk Lắk. Pha phát bóng quá tốt, hàng sau của Hải Dương đã nhường nhau. Cơ hội giành set point cho Đắk Lắk. 24-14. Cú bóng rất nỗ lực ở điểm cuối cùng này. Thêm một cơ hội nữa cho Đắk Lắk. Dứt điểm. Vẫn còn. Sẽ vẫn là Kim Đính. Như vậy là chiến thắng 25-14 cho Đắk Lắk trong set đấu thứ nhất. Cô gái Đắk Lắk đã vượt qua các cô gái Hải Dương trong set đấu thứ nhất với tỷ số rất cách biệt 25-14. Và họ tạm thời vươn lên dẫn trước 1-0. Và giây điểm cuối cùng là của Kim Đính. Chúng ta sẽ cùng chờ đợi set đấu thứ hai. Ta cùng đến với set đấu thứ hai. Trận đấu tranh hạng 9 giữa hai câu lạc bộ Hải Dương và Đắk Lắk. Set đấu thứ nhất đã kết thúc với phần thắng 25-14 nghiêng về phía các cầu thủ Đắk Lắk. Và chúng ta sẽ cùng chờ đợi tinh thần thi đấu của Hải Dương trong set đấu thứ hai. Phải nói là Hải Dương đã khởi đầu với thế trận khá tốt. Sau đó là một thế trận khá cân bằng, nhưng họ lại hụt hơi khá sớm trước các cô gái Đắk Lắk. Dứt điểm. Ước một không thành công. Và dứt điểm rất điểm của các cô gái Hải Dương. 1-0. Dứt điểm, bỏ nhỏ rất khó chịu. Phải nói là libero bên phía các cô gái Hải Dương đã rất cố gắng trong tình huống vừa rồi. Chặn bóng 2-0 cho Hải Dương. Họ đang vào trận đầy quyết tâm. Và trong pha bóng vừa rồi thì phải kể công tới libero Phạm Thị Thúy.
Cô gái sinh năm 1995 đã có những pha cứu bóng rất hay. Điểm cho Đắk Lắk. Điểm số đầu tiên của họ trong set đấu thứ hai, 1-2. Cứu bóng rất hay. Bây giờ là cơ hội cho các cô gái Hải Dương. Pha bóng nhỏ vừa rồi không khó. Cú đập của Hermia. Trận đấu mà Hermia và Nguyễn Thị Trinh thay nhau lập công cho các cô gái Đắk Lắk. Hai đều. Trận chấp trên lưới và điểm cho các cô gái Hải Dương. Điểm 3-2. 3-2. Ở hai trận đấu sớm ngày hôm nay thì các cầu thủ quân khu 4 đã để thua 1-3 trước sổ số Kiến Thiết Vĩnh Long trong trận tranh hạng 9 của nam. Và ở trận tranh hạng 3 của nữ thì Ngân hàng Công Thương đã thắng Tiến Đông Thanh Hóa với tỷ số 3-0. Nghiêng về phía Hải Dương. Họ cũng khởi đầu set một khá giống thế này khi liên tục dẫn trước. Nhưng vấn đề là Hải Dương không duy trì được số định. Cú đập của Mia chưa thể có điểm. Cơ hội cho các cô gái Hải Dương, đập rất xa lưới. Điểm cho Đắk Lắk. Ba bốn. Hải Dương thay đổi dòng gì? Số 4, số 8 ra sân, số 4 vào sân. Như vậy là số 4 Nguyễn Thị Hân của Hải Dương đã vào sân thay cho số 8 Thu Trang. Chắn bóng hay. Và tấn công giữa lưới rất lộ và không thể thắng được Nguyễn Thị Trinh. 4 đều. Một rất cố gắng và đã có lỗi rồi. Lỗi dính bóng của các cô gái Hải Dương. Vậy là chúng ta có thể thấy là sau những sự khởi đầu tốt thì Hải Dương nhanh chóng mất đi thế trận và lúc này đội dẫn điểm lại là Đắk Lắk. Văn Lẫm đang cố gắng để lấy lại tinh thần cho các cô gái Hải Dương. Ông là trưởng bộ môn bóng chuyền tại Đại học Thể dục Thể thao Từ Sơn. Tuy nhiên nhiệm vụ của ông Lẫm là rất khó trong giai đoạn này. Chớp thời cơ rất nhanh. Và xử lý của Thanh Mai. Thanh Mai sinh năm 1995. Chiều cao là 1m78, bật đà 2m92. Thanh Mai phát bóng. Phát bóng rất khó chịu. Vẫn còn cơ hội cho Hải Dương. Dứt điểm. Phát bóng nhỏ như vậy là quá lộ. Rất may là cô gái Đắk Lắk khá lúng túng. Điểm cho Hải Dương 6-5.
Rồi. Đập của Mia. Hải Dương đang phòng ngự rất cố gắng. Lại là Mia. Cú đập rất chất lượng của Mia. Sao đều. Ê bàn. Ta cùng xem lại. Ở pha sơ điểm thứ hai của Hermia Ivan thì cô đã có cú đập tốt hơn để ghi điểm cho Đắk Lắk. 6 đều. Rất tốt, thêm một cú đập nữa. Lần này là một cú đập đi cắm thẳng xuống sân của Hermia. Nói là hai cầu thủ mà áo số 7 của hai câu lạc bộ đều là những người thi đấu trụ cột. Bên phía Hải Dương đó là Thanh Trâm, một người chơi tốt cả bóng chuyền trong nhà cũng như là bóng chuyền bãi biển. Còn phía bên Đắk Lắk đó là Hermia Eban với khả năng dứt điểm cực tốt. Bóng đã đi đúng vào mặt của Lê Thị Nga. Trương Thị Huệ đã dứt điểm rất cắm, đi đúng vào mặt của Lê Thị Nga, cô không kịp phản ứng. Câu trả lời của Đắk Lắk, một pha tấn công nhanh rất hiệu quả. Và Nguyễn Thị Trinh là người đã dứt điểm thành công. Nguyễn Thị Trinh cao 1m76, bật đà là 2m84. Bật chấm là 2m71. Tỷ số 8-7 nghiêng về phía Đắk Lắk. Thế trận ở set đấu thứ hai ở thời điểm này đang là rất cân bằng. Hai bên bám đuổi tỷ số rất quyết liệt. Đối với những hâm mộ Hải Dương thì nếu như Hải Dương xuống hạng sẽ là một điều rất đáng tiếc. Đây là một trong những câu lạc bộ đã từng vô địch quốc gia năm 1978 và 1980. Và phải nói là một trong ít những câu lạc bộ nói là khá mạnh tay trong việc đầu tư chuyên gia ngoại. 2015 họ có chuyên gia người Nhật Bản Yuri, rồi chuyên gia nước ngoài Yuri, và ở 2017 họ có cả huấn luyện viên người Nhật Bản và sau đó huấn luyện viên người Thái Lan. Thế nhưng những sự đầu tư này đang chưa đem lại sự hiệu quả cũng như là sự đột biến cho các cô gái Hải Dương. Có lẽ nó còn phải dựa trên lực lượng của câu lạc bộ nữa. Pha xử lý rất hay của Thanh Trâm. 8 đều cho Hải Dương. Bóng chạm trán ra ngoài. Pha xử lý rất hay của các cô gái Hải Dương trong pha bóng vừa rồi. Rất bất ngờ. Chuyền hai Nguyễn Thị Thủy. Đắk Lắk hai đội giữa đồng nhiên. Ta cùng xem lại pha bóng này. Quá bất ngờ. Hàng sau của các cô gái Đắk Lắk đã không kịp trở tay. 9 đều. Bây giờ là cơ hội cho Đắk Lắk dứt điểm. Chắn bóng quá tốt của Hải Dương. 19 nghiêng về phía các cô gái Hải Dương.
Rồi. Đá bóng. Điểm 11. Uy lực. Là tạm dừng rồi. Chúng ta cùng xem lại cú đập của Vàng Thị Tặng. Cô gái sinh năm 1995, Vàng Thị Tặng với cú đập rất tốt, chạm trán ra ngoài. Chạy trái này đi chứ. Vẫn còn nỗ lực cứu bóng của libero Phạm Thị Thúy. Không được rồi, quá lúng túng của các cô gái Hải Dương trong pha bóng này. Quả bóng nhỏ của Kim Đính đã gây cho các cô gái Hải Dương sự lúng túng. Một chân sau đâu, cú đập rất tốt, bóng vẫn còn. Tiếp tục cầu nữa cho các cô gái Hải Dương. Cú đập rất mạnh của Đặng Thị Vạn. Kim Đính. Đấy, vẫn là Kim Đính. Ở này thì pha đập rất cắm của Kim Đính. Những đôi công rất hấp dẫn. Tỷ số 11 đều. Và bóng rất khó chịu của Kim Thoa. Dù bắt bước một không tốt nhưng có thể thấy là các cô gái Hải Dương đã biết biến hóa rất hợp lý để có điểm. Chúng ta một lần nữa xem lại pha xử lý của Nguyễn Thị Thủy. Rất thông minh, chuyền hai Nguyễn Thị Thủy đã tận dụng tình huống bắt bước một không tốt của đồng đội, lại trở thành một pha ghi điểm. Và tiếp tục những pha xử lý không thành công của các cô gái Đắk Lắk. 13-11 nghiêng về phía Hải Dương. Lại rút ngắn tỷ số, chạm lưới của các cô gái Hải Dương 12-13. Chúng ta cùng xem lại. Điểm 2. Đắk Lắk lại vượt lên 14-13. Phạm Thị Lan đã giữ điểm quá tốt trong tình huống này. Đều.
15, 14. Đều 15 đều. Hải Dương lại cân bằng tỷ số 15 đều. Không thể cứu bóng. Cú đập lần này của các cô gái Đắk Lắk là quá tốt. Hoàng Thị Lan đã giữ điểm rất uy lực. Chúng ta cùng xem lại. Bóng đi cắm. Đang diễn ra cân bằng, chưa có sự bứt hẳn lên của Đắk Lắk hay Hải Dương. Với khoảng cách điểm này thì mọi chuyện đều có thể xảy ra trong trận đấu thứ hai. Bóng rất nỗ lực. Bắt bài. Pha bắt bài của Trương Thị Huệ rất hay. 16 đều. Bóng dọc biên, Nguyễn Thị Trinh pha dứt điểm rất đẹp mắt. 17-16. Vẫn là những tình huống của Thanh Trâm. Chúng ta sẽ cùng chờ xem trọng tài xác định điểm cho các cô gái Đắk Lắk. Không hài lòng đến từ phía Trương Thị Huệ với quy định này của trọng tài chính Thanh Tùng. Điểm 17-18. Quá hay. Điểm 19-17. Sau đầu rất thuận lợi của Kim Thoa cho Nguyễn Thị Trinh dứt điểm. Lại tạm dừng rồi hãy dừng. Phải nói
nói là Nguyễn Thị Trinh đang là gương mặt rất khó có thể thay thế tại Đắk Lắk lúc này. Khó cho huấn luyện viên Văn Lâm lúc này phải thắng trận đấu thứ hai để có thể dựng dậy lại tinh thần thi đấu. Bóng chạm chắn ra ngoài, phát dứt điểm của Vàng Thị Tặng. Chúng ta cùng xem lại pha dứt điểm của Vàng Thị Tặng. Bất ngờ, hàng sau rất cảnh giác, vẫn là Vàng Thị Tặng. Sự điểm thứ 3 của Vàng Thị Tặng và điểm cho cô gái Hải Dương. 19 đều. Vàng Thị Tặng là một cái tên phải nói là rất đặc biệt. Phạt bóng quá mạnh. 20-19. Phạt bóng quá mạnh của Trương Thị Huệ. Kim Thoa phát bóng. Vẫn là Vàng Thị Tặng dứt điểm. Cô được nhồi rất nhiều bóng. Kim Đính. Rất hay. Và dứt điểm giáo viên của Kim Đính. 21-19. 21-19. Điểm số quyết định thì các cô gái Đắk Lắk đang ghi được. Điều rất quan trọng. Bóng rất hay, tiếp tục cơ hội cho Đắk Lắk. Vẫn là Kim Đính. Bóng chạm đất rồi và như vậy là điểm cho Đắk Lắk. Nếu như ở set đấu thứ nhất thì người ta thấy Nguyễn Thị Trinh hay Hermia ghi rất nhiều điểm, thì ở những diễn biến cuối của set đấu thứ hai này thì Kim Đính tiếp tục cho thấy sự lão luyện và kinh nghiệm của mình. Dĩ nhiên là pha dứt điểm vừa rồi cũng có phần may mắn nữa, bóng đã chạm vào mép lưới. Cú dứt điểm rất sâu của Vàng Thị Tặng. Bên kia có Kim Đính thì bên này có Vàng Thị Tặng, một tay đập trẻ. Quá lung tung. Cú đập của Kim Đính là đập điểm không phải mạnh, nhưng lại gây ra sự lung túng cho các cô gái Hải Dương. Người đã rất lung túng, thiếu quyết đoán trong pha bóng vừa rồi là Trương Thị Huệ. Thật đáng tiếc. 23-20. Dứt điểm. Không cứu được bóng rồi. Đếm. Hai pha dứt điểm liên tiếp của 23. Nguyễn Thị Hân. Và cuối cùng thì cô cũng đã ghi điểm. Nguyễn Thị Hân đã sửa bóng dọc biên rất khó chịu, bóng xoáy. 21-23, hy vọng vẫn còn rất mong manh cho Hải Dương. Vàng Thị Tặng phát bóng.
dứt điểm. Và điểm cho Đắk Lắk, đó là pha dứt điểm của Mia Eban. Tuyệt vời, 24-21. Đội giành set point cho Đắk Lắk. Lê Thị Duyên phát bóng. Bước một không tốt rồi, dứt điểm ngay. Và Nguyễn Thị Trinh đã không bỏ lỡ cơ hội này. 25-21. Chuyền hai, chuyền bước một của các cô gái Hải Dương đã biếu không cho Đắk Lắk điểm số vừa rồi. Chúng ta cùng xem lại. Và dĩ nhiên với Nguyễn Thị Trinh, cô đã không bỏ lỡ cơ hội để ấn định chiến thắng trong trận đấu này với tỷ số 25-21 cho các cô gái Đắk Lắk. Như vậy là Đắk Lắk tạm dẫn 2-0 và họ đang hướng tới chiến thắng giống như ở giai đoạn 1 với tỷ số 3-0 trước Hải Dương. Chúng ta sẽ cùng chờ đợi trận đấu thứ ba. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta cùng đến với trận đấu thứ ba, trận đấu giữa Đắk Lắk và Hải Dương. Hai trận đấu đầu tiên thì chiến thắng 25-14 và 25-21 nghiêng về phía các cô gái Đắk Lắk. Bước một không tốt và một vị lần nữa chúng ta lại thấy vị trí của Trương Thị Huệ. Trương Thị Huệ dường như chưa thoát khỏi tâm lý khi thi đấu không tốt ở cuối trận đấu thứ hai, rất lúng túng. Trương Thị Huệ cũng là đội trưởng luôn, điều đó càng ảnh hưởng tới tinh thần của những cầu thủ còn lại. 1-0 cho Đắk Lắk. Rất với. Rồi tiếp theo cho Đắk Lắk, dứt điểm. Chắn bóng hay. Điểm 1 đều. Pha chắn bóng thành công của Thanh Mai. Hai một cho Đắk Lắk. Ba một nghiêng về phía Đắk Lắk.
Dứt điểm của Mia. Rất hay, hai số 7 thực hiện những cú đập rất uy lực. Tây Ban Nha thực hiện cú dứt điểm chưa thể thành công. Nhưng Nguyễn Thị Thanh Trâm thì khác. Dọc biên rất tỉnh táo. Ba đều. Và dứt điểm cực hay. Ba đều. Chúng ta cùng xem lại pha xử lý của Nguyễn Thị Hân. Điểm cho các cô gái Hải Dương 4-3. Bốn đều. Hải Dương đang dẫn trước 5-4. Ôi! Đường chuyền hơi xa, phải nói là đường chuyền rất không tốt. Nguyễn Thị Thủy vừa rồi đã có đường chuyền rất xa cho pha di chuyển sau đầu của Phú Công. Đáng tiếc. Và một lần nữa lại là đội trưởng Trương Thị Huệ không thể có pha dứt điểm được, một phần cũng bởi đường chuyền hai không tốt của đồng đội. 5-5. Và bước 1 và chuyền 2 đang có vấn đề của Hải Dương. Không thể cứu được bóng. Điểm 6-4. 6-5 nghiêng về phía Đắk Lắk. Hai đã tăng cách biệt, Đắk Lắk dẫn 8-5 sau cú dứt điểm chính xác của Nguyễn Thị Trinh. Có lẽ Đắk Lắk sẽ gia tăng cách biệt và bứt phá sớm hơn so với set 1 và set 2 khi mà các cầu thủ Hải Dương đang rất tâm lý rồi. Năm cho Đắk Lắk. Phải nói với các cầu thủ Đắk Lắk, với
Thị Trình đang chơi chắn bóng cũng như là dứt điểm quá hay, góp lớn vào chiến thắng lúc này. Nhưng chúng ta cũng phải kể tới Kim Đính, người luôn tỏa sáng đúng lúc, đặc biệt là những giai đoạn quyết định của những trận đấu vừa qua. Dứt điểm và vừa một trận sau đầu rất tốt của các cô gái Đắk Lắk 9 năm rồi. Cách 5 điểm. Lại tạm dừng. Và chúng ta xem Dương sẽ làm gì trước khó khăn này. Dương từng là một đội bóng đầy truyền thống của bóng chuyền Việt Nam, cái đôi của nhiều cầu thủ như Nguyễn Thị Thắm, Nguyễn Thị Hằng hay chủ công Thanh Thúy. Không cứu được bóng, điểm cho Hải Dương. Vậy là họ đã ngắt mạch ghi điểm của Đắk Lắk khi để cho đối thủ ghi tới 6 điểm liên tiếp. Cố gắng của Hải Dương 71. Điểm 12-7. 12-7 nghiêng về phía Đắk Lắk. Điểm 8-12. Rồi xong. Hay. Và sự điểm tốt của Thanh Mai. Tấn công nhanh rất hiệu quả. 92. Là tạm dừng của đội Đắk Lắk.
dứt điểm của Kim Đình. Ở đây thì chặt bóng hay từ phía các cô gái Hải Dương. 10-12, Hải Dương đang dần thu hẹp khoảng cách. Thì đã có lúc họ bị dẫn tới với khoảng cách 6 điểm. Điểm 13. 12. 10. 13-10. Điểm 11. 13. Điểm cho Hải Dương, rất nỗ lực các cô gái Hải Dương rút ngắn khoảng cách còn một điểm. Số 14-12. Tài xác định điểm cho Đắk Lắk. Khá tiếc cho Bảo Thị Tặng sau pha dứt điểm vừa rồi. Chúng ta xác định bóng ngoài là rất chính xác rồi. Rất lúng túng. Điểm cho Hải Dương. 15. Pha chắn bóng thành công của các cô gái Hải Dương rất hay. 14-15. Công nhanh. Cứu được không? Vẫn còn quá kiên cường của Hải Dương. Dứt điểm. Vẫn phòng thủ được. Bóng ngoài quá tiếc và xử lý cuối cùng là Vàng Thị Tặng đưa bóng ra ngoài. Điểm cho Đắk Lắk, họ chú đến pha bóng vừa rồi cũng đã là rất hay. Đang trôi dần về những phút cuối của trận đấu thứ 3. Hải Dương vẫn đang ở thế bám đuổi, phải nỗ lực hơn nữa. Đắk Lắk thành hội dẫn viên số 4 đoàn trận, số 8 đoàn trận.
Rồi. Quá hay của Mia. Đúng rồi. Tám mười bốn nghiêng về phía Đắk Lắk, khoảng cách 4 điểm. Bóng ngoài. Điểm 15-18, khoảng cách còn 3 điểm. Sáu nghiêng về phía các cô gái Đắk Lắk. Không được, và xử lý không thành công. 20-16. Và vì thế đã không thể xử lý được bước 1 vừa rồi. Điểm số thứ 20 rất quan trọng cho Đắk Lắk. Vẫn chưa phải là bước 1 tốt. Rất khó để tấn công. Rồi, cú đập của Hermia. Không được. Dứt điểm không thành công của Thanh Trâm. Không thắng được hàng chắn của đối phương. 21-16. Thì đã có điểm cho các cô gái Hải Dương. Thì Hân đã dứt điểm chính xác. Rất bất ngờ. Và xử lý tình quái của cả hai. Vẫn còn thật không thể tin được. Ấm nha. Pha đối công cực kỳ hấp dẫn. Vẫn còn
là cơ hội cho các cô gái Đắk Lắk. Một cú đập cuối cùng của Ania đã ghi điểm cho Đắk Lắk. Phải nói là Đắk Lắk vừa rồi đã có những tình huống phòng thủ phải nói là quá xuất sắc. Đặc biệt là tình huống cứu bóng của libero Nguyễn Thị Phước. Khuôn mặt rất căng thẳng của các cô gái Hải Dương. Thì Đắk Lắk đã đến với điểm số thứ 22. Bước 1 rất không tốt tâm lý rồi. 23-17. 23-17. Tình hình khó có thể thay đổi cho Hải Dương. Ta cùng xem lại pha xử lý bước 1 này của Nguyễn Thị Hân. Quá tệ. Lại là một pha bước 1 lỗi nữa. Và dĩ nhiên là các cô gái Đắk Lắk đã không bỏ lỡ món quà vừa rồi. Khi bước 1 của họ đúng là còn ngon hơn cả chuyền 2. 24-17. Và một lần nữa vẫn là những pha dứt điểm của Nguyễn Thị Trình. Cơ hội giành match point cho Đắk Lắk để họ chính thức chua hạng. Dứt điểm, chắn bóng thành công. Nhà chính là người chắn bóng thành công. Và 25-17 là kết quả cuối cùng của trận đấu thứ 3. Đắk Lắk đã vượt qua các cô gái Hải Dương với tỷ số 3-0. Tái lập chiến thắng ở giai đoạn 1. Đắk Lắk chính thức trụ hạng, giành vị trí thứ 9. Tỷ số cuối cùng 25-14, 25-21 và 25-17 nghiêng về phía các cô gái Đắk Lắk. Sau tấm huy chương đồng tại Đại hội Thể dục Thể thao, giờ thì họ đã chính thức trụ hạng. Đó là cái phần thưởng rất xứng đáng cho các cô gái Đắk Lắk sau trận đấu ngày hôm nay. Một chiến thắng 3-0 rất thuyết phục. Và phải chia tay với Hải Dương. Sau trận đấu này thì chúng ta sẽ đến với trận chung kết của nội dung nam giữa Thể Công và Thành phố Hồ Chí Minh. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Alo, alo. Kính thưa. Kính thưa quý vị khán giả. Thưa lệnh đồng chí Đại tá Vũ Hồng Văn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk. Đồng chí Đại tá Hồ Bắc, trưởng phòng cảnh sát cơ động Công an tỉnh Đắk Lắk tặng